quỷ gì vậy? Nó có làm gì đâu, con heo nó không làm cái gì hết á. Sao không làm? Con heo nó không làm cái gì hết á, chị ăn nó ngủ rồi nó chơi nó khóa rồi nó tắm. Con heo nó khổ tâm lắm. Khổ đúng tâm rồi, nó lên rất là có khổ tâm. Nó Ngọc Lan ơi. Đúng rồi. Tay sai luôn nè. À. Dạ, về làm dâu á thì em nghĩ đó là đạo, đạo hiếu. Tại vì người phụ nữ khi mà lấy chồng thì phải làm dâu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cha mẹ chồng cũng như cha mẹ của mình. Cha mẹ đã có công xin người cái người đàn ông ra để yêu thương mình thì mình phải yêu người đàn ông đó và yêu cả cái cha mẹ của người đàn ông đó và cả gia đình của họ, thì đó mới là đạo hiếu. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thật ra có thêm cha mẹ nữa và có thể được ở chung với cha mẹ chồng, có thêm một gia đình nữa thì đó lại là một phúc phần của người con gái, thì rất là hân hoan để tiếp nhận điều đó. Thì anh nghĩ rằng cái việc mà trách nhiệm của người chồng và như thế nào đó thì em mọi người phải bình tâm. Bây giờ thì mời nhà trai chúng ta giới thiệu về mình cho nhà gái nghe nha. Xin chào anh Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Mình là tên là Nguyễn Quốc Hiếu, sinh năm 1971, 52 tuổi. Mình sinh sống tại Sài Gòn. Hiếu làm công việc gì? Mình theo nghề của truyền thống của gia đình là về sản xuất về giày da. Làm giày da rồi đó hả? Mình ở quận mấy? Hiếu ở quận 3. Mình ở với ai Hiếu? Hiện tại mình đang ở với ba mẹ. Rồi, mời nhà gái. Xin chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan. Xin chào gia đình nhà trai cùng nhà trai và tất cả các vị khán giả. Mình tên là Lã Thị Ánh Nga. Mình hiện đang làm việc và sinh sống ở Hồ Chí Minh. Mình hiện sống với bố mẹ. Mình làm công việc gì chị? Hiện mình đang quản lý nhóm nhận đơn hàng và xử lý đơn hàng. Wow, phù hợp với Ngọc Lan quá trời luôn. Không biết là chị Nga sinh năm mấy ha, để cho nhà trai biết. Dạ, mình sinh năm 83. Hiếu ơi, tình hình là mình có ưu điểm gì và khuyết điểm gì nói cho nhà gái biết luôn đi. Ưu điểm của Hiếu là sống rất là nhiệt tình, tình cảm, rất là đơn giản, nhưng mà không có cầu kỳ. Cái sự nhiệt tình của mình thì đôi khi nó cũng có hơi nhanh quá đó. Nó chuyển qua thành khuyết điểm. Là sao Hiếu? Làm gì cũng nhanh hết á. Nó quen rồi hay là do mình vì một mình hay sao đó, nó không có hình dung ra. Làm nhanh nhưng mà có làm ẩu không? Không á, công việc mình rất là kỹ. Dạ. Bây giờ nhà gái cho tôi biết điểm mạnh điểm yếu đi. Dạ, về điểm mạnh của em á thì em được mọi người nhận xét á là em vui vẻ. Có lối sống và lối suy nghĩ tích cực lạc quan. Em cũng rất là kiên nhẫn và khi mà làm việc á, thì em cũng rất là chu đáo, rất là tỉ mỉ. Một phần nữa thì mọi người hay nói là em rất là có óc sáng tạo, rất là thích học hỏi, rồi rất là cố gắng để mà làm cho cái chuyện nó ngày càng tốt hơn, phát triển bản thân mình. Dạ. Rồi bây giờ Hiếu nói chút xíu về đường tình duyên Hiếu đi. Hiếu cách đây khoảng tầm năm 98-2000 có quen một mối tình thời học sinh, vì là cái cuộc sống hoàn cảnh không cho phép mình phải định cư. Cho nên Hiếu quyết định là chia tay. Lâu rồi đó, chia tay lâu rồi đó hả? Dạ. Là một mối tình đó thôi hả? Thì trong suốt thời gian đó thì cũng có, cũng có, nhưng mà vì là không tìm được đối tượng phù hợp. Có những cái mình vì mình quá nhiệt tình và mình vào công việc quá đó, mình không lo cho bản thân mình. Cái mối tình nó dài không? Không, chỉ là 2 năm. Trời ơi, 71, 52 tuổi mà có cái mối tình sâu đậm vậy thôi đó hả? Hả? Trong khi tôi có vợ hai đứa con rồi nè, con mười mấy tuổi rồi đó, biết 14, 16 rồi đó. Yeah. Mà chưa có đứa nào hả? Rất thần tượng. Chưa hai. Chưa hai luôn? Chưa hai. 71 mà chưa có gia đình là cũng sai sai sao á? Có, nhiều khi cũng có phút chạnh lòng. Có gia đình hả? Không, ý là có những lúc chạnh lòng. Thì vô tình là khi mà mình làm lên cái chương trình này á, là cái duyên, thực sự là rất là duyên luôn. Từ buổi tối giờ đến sáng đăng ký, rồi khi nhận được cái thông tin từ chương trình, rồi hẹn, nói chung là lúc đó mình hầu như mình đang cầm điện thoại không, cho nên không có bị gián đoạn. Do làm ăn quá không? Giờ lấy vợ giờ ổn định hết chưa? Thực sự thì có, cũng lâu rồi chứ không phải là không có ổn định. Thôi bằng tuổi tôi với ông coi an bề gia thất đi. Dạ. Lấy vợ đi ha. Dạ. Nhìn ông trẻ hơn tôi ông nội ơi. Tôi mặt già quá. Tại chắc tôi có con cái mà cái già hơn đúng không? Vô tư. Vô tư. Hiếu hay vô tư một chút. Hiếu vô tư. Nhưng không vô tâm. Được, vậy là được. Không có vô tâm nha. Chào em gái. Dạ. Nhà trai tôi dễ thương lắm. Dạ. Bây giờ nhà gái nói về đường tình duyên của mình đi. Dạ. Về đường tình duyên của em á, thì cũng trải qua 3 mối tình có kỷ niệm. Có kỷ niệm à? Thì chuyện tình đầu tiên á, thì cũng là thời đi học sinh viên, tìm hiểu với nhau thì cũng tầm 1 năm hơn 2 năm. Thì thấy là không hợp lắm. Tại mình thì hơi là dịu dàng một chút, còn bạn thì hơi cứng và hơi cọc tính một chút. Rồi, mối thứ hai. Dạ, mối thứ hai thì khi mà đi làm việc rồi thì lúc đầu cũng quen một anh, cũng kéo dài cũng tầm 5 năm. Ôi ơi. Dạ, xong rồi sau đó thì cũng có một chút trục trặc, xong cũng không thành được. Một chút không có được, cái này chắc nhiều chút mới được, tại 5 năm nó dài lắm á. Dạ. Rồi, mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì bạn này cũng rất là được, cũng quan tâm, chia sẻ, chăm sóc. Nhưng mà cái nữa là bạn hơi độc lập quá.
khi mà bạn có việc rồi á thì giống như bạn cũng không nhắn tin, không hỏi thăm, không gì hết, bạn chuyên như tâm như công việc bạn quá, cái mình quên mình luôn. Còn lạc tâm đó lên. Dạ đúng rồi, thì chắc là mối mấy năm? Dạ cũng khoảng tầm năm mấy, hai năm thôi. Coi như bạn yêu không là 10 năm rồi đó. Ba mối là 10 năm chưa chín lẻ tẻ nha. Mai bên đây kinh nghiệm nhiều hơn Hiếu. Dạ. Nào bây giờ qua coi nhà trai tôi được không? Bà mối qua coi chứ tôi thấy nhà trai tôi được lắm á, tuổi con heo là hiền lành dài. Dạ cảm ơn. Bây giờ là anh Hiếu mong muốn có một người đồng hành với mình như thế nào? Người vợ tương lai đó. Theo như Hiếu thì trước tiên là cái cảm xúc khi trực tiếp giao tiếp với nhau. Cái thứ hai nó là một người phụ nữ gia đình. Cái thứ ba là biết cảm thông và thấu hiểu, chia sẻ. Dạ. Đơn giản vậy thôi đó hả? Đơn giản thôi. Tuổi con heo đơn giản lắm. Con heo tụi tôi là hiền lành chất phát. Đúng rồi đó. Nói chung là hơi vất vả ủi thấy không? Đúng rồi. Heo bị... bên kia cũng heo. Dạ, em cũng heo luôn. Heo luôn hả? Dạ, heo nhỏ. Heo nhỏ, heo lớn. Nói chung ba đứa mình đều là heo. Hiểu nhau. Ba người là sướng thôi, chỉ có một mình tôi là con trâu, tôi đi cài muốn chết luôn vậy đó. Cài như trâu. Ừ. Ăn như heo. Tôi thấy cảm giác có gì nó được được rồi đó. Đúng, hợp đó. Hợp rồi. Hợp rồi đó. Hỏi nhà gái, nhà gái thích đàn ông như thế nào nè? Dạ, thì tiêu chuẩn của em thì cũng heo với heo nên cảm thấy tốt tính là được. Dạ, heo tốt được tính lắm em. Dạ. Chỉ con cái nó ăn xong nó lo ngủ không thôi. Nhưng mà nói ngủ ban đêm nó thức dậy là nó cứ ủi, nó cũng làm dữ lắm. Dạ. Ủi cái gì? Nó có làm gì đâu, con heo nó không làm cái gì nữa đó. Sao không làm? Con heo nó không làm cái gì hết, nó chỉ ăn, nó ngủ, rồi nó chơi, nó khóa, rồi nó tắm. Con heo nó khổ tâm lắm. Khổ đúng tâm. Đúng rồi, nó lên. Rất là có khổ làm tâm. Nó Ngọc Lan ơi. Đúng rồi. Tay trai luôn nè. Ờ. Anh Hiếu, anh Hiếu, cái người phụ nữ có cái tính như thế nào là anh không thích? Nói nhiều, không gọn gàng. Có những lúc mình cảm nó mất đi cái feeling đó. Cái thứ ba đó là phải biết chính kiến, phải mạnh mẽ và bản lĩnh. Được, dạ. Cô đây được á, tôi thấy nãy giờ tôi đánh giá cô này là được lắm á. Thôi bây giờ mình đi với ai vậy? Dạ, em đi với chị gái ạ. Chị gái hả? Dạ. À, rồi chị gái. Rồi, em chào chị. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, chào bên nhà trai, với lại chào mọi người. Nãy giờ mà hai bên nói chuyện á, thì em thấy bạn trai là cũng vui tính, nhìn có vẻ hiền lành chân chất và thấy cũng có sự nhiệt tình. Em nghĩ là nên cho nhau cơ hội. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn nhà gái. Rồi nhà trai Hiếu đi dài Hiếu ơi. Dạ em đi với cô em gái cũng là người khách hàng. À. Em là khách hàng của công ty cô ấy. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả khán giả. Thì hôm nay em tham gia chương trình này thì em thấy chị rất là dễ thương. Dạ. Em mong là anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để mình hẹn hò rồi sau đó mình sẽ tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, đơn giản thôi. Bây giờ quan trọng là hai người đó. Đúng đó. Rồi. Thôi, mở rào. Tới luôn Hiếu ơi, lớn tuổi rồi, giờ là không còn cơ hội nữa đâu. Năm 2 cưới vợ liền luôn. Xin chào em. Dạ, em chào anh. Thông qua chương trình, đây là cái duyên. Anh tặng em có món quà, anh tặng em. Dạ, em cũng gửi tặng anh món quà này. Anh có thể mở món quà ra, tại món quà cũng khá là đặc biệt cho anh, dành cho người đặc biệt trong chương trình đặc biệt ạ. Dạ, tấm thiệp này là tự tay em làm để cho cái kỷ niệm lần đầu gặp nhau. Anh có thể đọc cái câu trong lời chúc của em trong đây cho các khán giả cùng nghe ạ. Rồi trong đây còn có cái cuốn sách nữa nè. Dạ đúng rồi, một cuốn sách. Thì em là người vui vẻ và em cũng nghĩ anh là người vui vẻ nên em tặng cuốn sách để mình vui vẻ. Có những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt. Dạ, đó là lời gửi gắm của em dành cho anh. Cảm ơn. Thì em. Nếu chúng ta có duyên và có cho nhau cơ hội thì anh đồng ý thì em sẽ nguyện trở thành cái người đặc biệt đó cho anh. Hay quá. Cô gái bản lĩnh. Đây là món quà tự tay anh làm. Em có thể mở ra xem. Dạ, cũng tự tay luôn. Dạ, đây là một chiếc ví làm tay của anh. Dạ, rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Khi anh làm cái bóp chìa khóa này đó là khi em đi xe, em gắn chìa khóa vô em đi, em sẽ nhớ đến anh. Dạ. Còn một ý nữa thì là anh nghĩ rằng lắng nghe anh sẽ nói. Dạ, em sẽ chờ anh. Thôi, hai bạn ngồi ghế đi. Chúng ta đối diện nhau để trò chuyện nào. Thì theo em á thì thời gian bao lâu em cảm thấy là đủ để em tin tưởng và kết hôn? Dạ, thực ra thời gian á thì em nghĩ đó không phải là yếu tố quyết định. Tại vì sẽ có những người rất là ngắn, gặp nhau, có cảm xúc với nhau. Giống như anh nói chân tình nó tới thì mình sẽ quyết định. Cũng có những trường hợp mình có thể quen dài nhưng rồi mình vẫn không cảm nhận được chân tình của họ thì mình sẽ không đến. Thì đó là cái sự chân tình. Mình khi cảm thấy mình cảm nhận được cái chân tình của người đối diện thì đó là cái đúng thời điểm đó mình quyết định mình nên kết hôn. Còn mà theo như suy nghĩ của em thôi, về người phụ nữ khi làm dâu á, theo cái cảm nhận em suy nghĩ như thế nào với khi người phụ nữ đã phải làm dâu?
Dạ, về làm dâu á thì em nghĩ đó là đạo, đạo hiếu. Tại vì người phụ nữ khi mà lấy chồng thì phải làm dâu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cha mẹ chồng cũng như cha mẹ của mình, cha mẹ đã có công sinh người, cái người đàn ông ra để yêu thương mình, thì mình phải yêu người đàn ông đó và yêu cả cái cha mẹ của người đàn ông đó và cả gia đình của họ, thì đó mới là đạo hiếu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thật ra có thêm cha mẹ nữa và có thể được ở chung với cha mẹ chồng, có thêm một gia đình nữa, thì đó lại là một phúc phần của người con gái, thì rất là hân hoan để tiếp nhận điều đó. Trời ơi, anh đồng quan điểm với em. Thật sự thì khéo quá. Anh đồng quan điểm với em. Thật sự thì anh hiện đang ở với ba mẹ, ba mẹ anh năm nay cũng ngoài 80, cho nên anh rất hiểu được cái đồng cảm khi mình được phúc chăm sóc cho ba mẹ. Dạ. Khi anh hỏi em như vậy, em có cảm nhận anh là người gia trưởng không? Dạ không, anh không gia trưởng, nhưng mà em cảm nhận anh là người có hiếu và rất là sống, rất là có tình cảm. Khi có tình cảm thì anh mới đặt cái vấn đề tình cảm, vấn đề cha mẹ, vấn đề anh em với cái người đối diện của mình, thì em rất là cảm mến cái người sống tình cảm như vậy. Hồi nãy anh thấy em có cảm xúc muốn khóc, anh cũng có một cái cảm xúc. Dạ, tại vì nói với cha mẹ cái mình thương cha mẹ mình nên mình cũng xúc động. Ba mẹ em xin lỗi, ba năm nay. Dạ cũng hơi 60 rồi anh. Dạ. Cảm ơn em. Con ai mà khôn khéo quá. Đó, con tôi của cô gái đó. Áo tím. Hả? Con của cô gái áo tím ngồi ở dưới đó à? Đâu? À con cô hả? Dạ. Trời, nãy giờ không giới thiệu có ba mẹ ngồi đây. Trời ơi, gái nó khéo quá. Nhà trai tôi chịu lắm luôn rồi đó. Tôi mà tôi đứng về phía ông Hiếu là tôi chịu liền luôn á. Cảm ơn anh. Hiếu ơi, Hiếu tới nắm tay cô gái anh cái đi. Dạ, cảm ơn. Đó, đến gần nhau giao lưu về cảm xúc chút xíu, nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt đó. Bây giờ mình nói chút xíu về tương lai. Thí dụ nếu như Hiếu là chồng cô gái ấy thì Hiếu sẽ làm gì với gia đình? Và ngược lại, nếu cô ấy là vợ của anh đứng trước mặt thì mình sẽ làm gì cho gia đình? Khi mà anh với em gặp nhau là cái duyên, thì mình có thể cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Và nếu như mà mình đến với nhau thì anh nghĩ rằng cái việc mà trách nhiệm của người chồng và như thế nào đó thì em không cần phải bận tâm, bởi vì anh rất là trách nhiệm. Còn em thấy như sao? Dạ thì nếu em là một người vợ, một người mẹ thì em sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực để người chồng, người cha và người con khi trở về nhà cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời. Cảm ơn em. Dạ. Anh rất trân trọng. Dạ. Quan điểm về con trai con gái đầu lòng thế nào, người nào thích cái gì? Em thấy nói tuổi nhau biết năm 71 em thấy có như thế nào là suy nghĩ về của em? Dạ thì 71 thì em nghĩ bình thường không có gì. Em thích con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? Dạ quan điểm của em luôn thẳng, cái này em nói rất là thẳng, tại vì cũng có rất nhiều người em con này thì em nói là con trai con gái không quan trọng, quan trọng là người con nó như thế nào và chúng ta nuôi dạy người con nó như thế nào, có trở thành người có ích cho xã hội và trở thành người con hiếu thuận hay không, đó mới là vấn đề. Bây giờ anh Hiếu hát một cái bài thể hiện tài lẻ của mình đi, để thuyết phục cô gái đi. Thật ra thì anh không có thường xuyên phải hát, ít hát lắm. Nhưng mà được khi nghe những bài hát á thì có mình có đồng cảm trong cái ca từ. Dạ. Yeah. Anh không có nhớ hết, nhưng mà anh chỉ đọc thôi. Cái ca từ của cái bài khác hát Khúc Thì Du á. Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao tay anh nóng, vì sao môi anh run. Dạ. Yeah. Và vì sao và vì sao. Dạ. Yeah. Anh chỉ nói đơn giản thôi, thì anh rất là đơn giản, không cầu kỳ. Dạ. Yeah. Sau cái nắm tay rồi, chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhìn thẳng vào mắt nhau, không nhìn đâu hết, để chúng ta đưa ra quyết định chính xác. Cứ nhìn thẳng mắt nhau, nhìn 30 giây đi các bạn. Đó. Anh đã đồng ý không? Anh đồng ý. Nhìn thẳng vào nhau. Rồi, về ghế ngồi. Vậy thôi, đủ rồi đó. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta có quyền đưa ra quyết định cho riêng mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chính thức ta hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi. Hôm nay có ba mẹ của em gái. Hiếu nói gì đi. Xin phép hai người lớn cho tụi mình quen nhau ha. Con chào cô chú. Hôm nay là cái gì cái duyên con biết được em đó ở trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thì cũng là đã hứa hẹn với nhau trong vấn đề hẹn hò, thì mong rằng cô chú cho phép và tạo cơ hội cho con được tìm hiểu em. Con hứa gì đó. Còn về cuộc sống thì cô chú cứ yên tâm, bởi vì con là rất là chân thành và rất là nhiệt huyết trong công việc cũng như là trách nhiệm, cho nên thực sự là cứ yên tâm, không phải lo. Yên tâm cô chú ha. Cô chú yên tâm gật đầu rồi đó. Rồi bây giờ xin phép cô chú đặt một nụ hôn đầu tiên. Bao nhiêu năm rồi đó? Chúng ta phải hôn tay.
À, con xin phép cô chú cho con được hôn em. Em đồng ý hả? Dạ. Anh muốn hôn má em. Đó. Rất bản lĩnh. Mai mốt mình người nam nói dễ có thiếu từ lắm. Dạ. Mình anh muốn hôn vào má em. Em hiểu. Nhiều khi mình nói người ta hiểu lầm đó. Anh muốn hôn má em. Cảm ơn anh Linh. Rung quá. Cảm ơn. Thật ra một cặp đôi rất là hợp lý với nhau đó. Trong không khí phấn khởi này, nhà gái giới thiệu về mình chút đi nào. À, dạ là con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. À, con chào em chào anh trai bên ấy. Chào và em ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Mỹ Trinh. Em sinh năm 98. À, hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại Long Xuyên. Còn quê em thì ở Châu Đốc. À, hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Trời ơi, giỏi vậy trời. Wow. 98 mà làm giám đốc luôn hả con hả? Và ơi, hiện tại là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Wow, và hiện tại là con đang có một tiệm nối mi. Một tiệm nối mi. Trời ơi, sao mà coi như tuổi trẻ mà tài cao vậy, con làm gì mà 2-3 job dữ vậy trời. Chú giờ là chú vừa là giám đốc cho một cái giám đốc còn giỏi lắm rồi đó. Bên nhà trai nghe mất hồn chưa? Vừa là giám đốc một cái hãng mỹ phẩm của riêng mình, vừa là cổ đông của một hãng mỹ phẩm nước ngoài, rồi lại có một cái tiệm về nối mi nữa. Rồi tiền để đâu cho hết hả chàng? Tại vì con còn phải gánh vác cả gia đình. Vậy đó hả? Dạ. Ủa, mà giỏi quá con. Giỏi quá, giỏi quá. Quá giỏi luôn. Rồi mời bạn trai. Vâng, thì lời đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh, rồi, chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Và chào tất cả các vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Mình tên là Phan Văn Diệu, mình sinh năm 1988. Mình đến từ quê hương Đồng Khởi. Và hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công việc của mình là kinh doanh bên đèn LED, đèn trang trí và đèn chiếu sáng. À, em tên là gì nó lại? Diệu ạ. Diệu hả? Dạ. Trời, gái tên Diệu ha. Diệu là trong những điều kỳ diệu anh. À, điều kỳ diệu đó. Dạ. Trời ơi, nói nghe nè cưng ơi, gọi là cưng kinh doanh cái đó là một cái tiệm của gia đình mình làm chủ hay là mình đi làm cho người ta? Dạ, tự em kinh doanh luôn rồi chị. Tự kinh doanh có nghĩa là cũng là ông chủ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Sinh năm ghê quá, hai bạn này là trai tài gái sắc, không có. Trai sắc gái tài, không có luôn. Trai cả tài cả sắc, gái cả sắc cả tài, ghê thiệt, cái cặp này ghê thiệt chứ. Rồi nè cưng, bây giờ nè cô giám đốc nhỏ, cô nói về cái điểm mạnh điểm yếu của cô đi. À, điểm mạnh của con á là con biết tự lập từ nhỏ. Thì bắt đầu từ lớp 2 là con đã ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn á. Thành ra là từ lớp 2 con đã biết tự đi bán vé số rồi. Xong rồi con mới bỏ ống heo để mà kiếm tiền á, để tự lo bản thân ăn học. Rồi điểm mạnh của con nữa là con kiểu là nói chung là về mặt kiếm tiền là con biết làm hết, miễn là công việc đó là đừng có sai trái là được. Với lại là điểm mạnh của con là biết quan tâm, chia sẻ cho người khác. Và sau này á là con tự tin con có thể hỗ trợ cho chồng mình về cái mặt kinh doanh. Trời ơi, giỏi quá. Nhưng mà còn điểm chưa mạnh của con là gì? Dạ, điểm yếu của con á là con thẳng tính. Dạ, con nóng tánh, cọc. Với lại á là con không có biết nội trợ. Về nấu ăn thì con tệ lắm. Cần gì con ơi, giám đốc rồi nấu gì nữa. Chứ bây giờ công việc mà công việc nhiều như vậy. Đúng rồi, công việc nhiều như vậy làm sao thời gian đâu mà lo cái chuyện nấu nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Cái số tiền đầu tiên mà con kiếm được khi mà con đã bắt đầu có sự nghiệp là bao nhiêu tiền? Con còn nhớ năm nào không? Dạ là con nhớ là con thi đậu đại học á. Thì con có đi học nhưng mà tại vì cái ngành đó là con không có thích. Thành ra là con muốn tự lập nhưng lúc đó là con nghỉ nửa chừng nhưng mà con không có cho mẹ con biết. Con tự nghĩ xong rồi con kiếm một khoản tiền lớn, con nhớ lúc đó là 22 triệu thôi, đem về cho mẹ con. Thì mẹ con mới đồng ý cho con nghỉ học và tự lập. Ồ, trời ơi, thực ra với cái tuổi đó thời con điểm giỏi đó quá mà, con 22 triệu là lớn. Dạ. Lắm á Linh. Ừ, năm 20 tuổi á, chú làm đầu tiên là được 1 triệu mà chú mừng rớt mắt luôn á con. Con quá giỏi rồi. Ừ. Còn chàng trai sao? Bên kia là giỏi rồi, bây giờ mình thấy là hơi bị giỏi đó. Đúng rồi, rất là giỏi. Em sao? Ưu điểm gì? Khoe cho đàn gái biết cái coi. Ưu điểm của em thì cũng là tự lập từ nhỏ. Ừ. Thì nói chung thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn, cho nên là cũng là tự đi học rồi tự kiếm tiền buôn chải tự cho tiền học của mình. Ừ. Số tiền đầu tiên có nhiều không? Ít lắm, ngày xưa là bắt đầu em học lớp 3 là bắt đầu em đã tự lập, là tự giặt bên đồ, tự nấu ăn. Rồi lớp 3 có mấy triệu? Lớp
lớp mấy đó thì là kiếm, em quê hầu như là không có điều kiện để kiếm được tiền nhiều, chỉ là kiếm lo cho bản thân mình thôi, đi học rồi mua. Nói cho mình biết thật sự lớp 2 mà kiếm được 2 triệu là dữ dội lắm rồi đó. Đúng rồi. Rồi điểm mạnh của em là tự lập nè. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Tự lập rồi chung là biết nấu ăn, biết làm việc này kia, nói chung mình lo sống cuộc sống mình làm tốt, có thể rồi, chăm sóc được bản thân mình được tốt. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì thỉnh thoảng hay nói ngược ý người khác. Nói ngược ý. Nhưng quan trọng cái ngược ý đó đúng hay không á? Có nghĩa là kiểu giống như cà khịa vui vui vậy đấy. À, là cà khịa hả? Trời ơi, là đi bên kia luôn. Bên kia hay cà khịa anh lắm. Thỉnh thoảng cũng hay trêu người khác. Hả? Thỉnh thoảng là hay trêu người khác đấy, là cà khịa người khác đó. Đúng rồi. Thì bà mối bà hay cà khịa anh lắm. Nói nghe nè. Nhưng mà ở bên đó là biết kiếm tiền từ năm mấy tuổi vậy? 3 tuổi. Học lớp 3. Lớp 3 chị. Lớp 3 chứ Quỳnh. Học lớp 3. Dạ chào chị. Học lớp 3 là lúc đó có mấy tuổi ta? Đừng có nói đi bán vé số nữa nha. 6 tuổi lớp 1, 7 tuổi lớp 2, 8 tuổi lớp 3. Không, 9 tuổi á, tại vì 7 tuổi mới học vô lớp 1 đúng không? Đúng rồi. Năm lớp 3 là 9 tuổi. Thì 8, 9 tuổi vậy khoảng. Thì 9 tuổi vậy là làm gì có tiền? Là ngày xưa ở quê em thì họ hay trồng bắp đó. Bắp thì bắp cao sản ấy, bắp cho gia súc á. Thì họ thuê mình đi lột vỏ bắp. À, là lấy tính hạt cho người ta cân ký. Rồi một ngày được nhiêu tiền? Nhớ ngày đó hình như là chỉ có 3-4 ngàn vậy thôi. Vậy á hả? Trời ơi, người ta số tiền đầu tiên bên đây tới 20 triệu, 22 triệu. Ngưỡng mộ chưa? Ngưỡng mộ. Nhưng mà cái lỗ mũi này giàu lắm nè, tiền không có ra được một miếng nào luôn á chàng ơi. Tiền mà không ra chắc keo lắm à. Cái lỗ mũi bên đây cũng không có vừa nghe. Nó hiên vậy nè, cái lỗ mũi mà không thấy lỗ luôn á Linh. Không phải như tôi với ông đâu nè, tan quát chán trường. Số mình nghèo lắm á dân. Đi làm mai làm mối cả đời đó, không câu có đồng hỏi, nào hết trơn trọi. Câu hỏi anh ấy lại hồi nãy là con nghe không rõ là anh ấy kinh doanh về lĩnh vực gì? Đèn á con, đèn chiếu sáng, đèn led đúng không? Dạ, đèn led, đèn chiếu sáng, đèn trang trí. Đó, đèn trang trí tức là về ánh sáng đó cưng à. Còn bên đây là con làm cái nghề của con nói mi nói ơ là phải cần đèn sáng dữ lắm á. Đúng không? Hỏi anh ấy có biết thiết kế luôn không? Nếu về vấn đề đó là con hỏi đi. Anh ơi, anh có biết thiết kế đồ họa luôn không anh? Nếu mà làm vấn cái lĩnh vực đó là có thể là sẽ thiết kế đồ họa được á anh? À không em à. Anh thì khi khách họ mua xây cái nhà xong á thì họ sẽ tư vấn mình vào, mình xem những cái đèn nào nó hợp với không gian, cái màu sắc của nhà đó và cái vị trí phòng ngủ này kia thì mình tư vấn cho khách. Còn về bên đồ họa hay này kia thì anh có những người bạn họ làm bên kiến trúc á, là cũng chung việc bên cái mảng đèn trang trí của anh, cũng có hợp tác chung với làm. Đây là bên đây cung cấp hàng, nói chung là sản phẩm theo yêu cầu của khách. Đó, tư vấn cho khách mua cái đèn nào mắc nhất của cái tiệm của mình đúng không? Anh đam mê về lĩnh vực đó hả? Ví dụ như sau này anh còn thích kinh doanh về lĩnh vực nào nữa không? Anh thì nếu ngoài đèn trang trí ra thì anh kinh doanh gì, nếu mà xu hướng của anh thích mở những cái kiểu như là du lịch nhỏ thôi. Là mình vừa hòa mình vào thiên nhiên đấy, vừa du lịch văn hóa, du lịch miệt vườn ha. Dạ đúng. Du lịch đây, du lịch là để anh. Cho tôi hùng với Linh. Sao mà anh lại có một cái tư duy là anh làm kinh doanh lĩnh vực nhỏ mà tại sao anh không chịu làm lớn? Coi cái khả năng của anh tới đâu mà lại anh làm nhỏ, anh biết đó, anh cái khả năng của anh tới đó hả? Ý anh nói nghĩa là mình làm thì lớn hay nhỏ là mình suy nghĩ thì nó một khác, còn khi mình làm mình hành động nó có một cái xu hướng nó khác nữa. Đó là nhiều khi làm vì đam mê nữa đó cưng, mỗi người đam mê một ngành nghề. Đó, nhiều khi anh thích về ánh sáng, về đèn đuốc này kia nọ, cưng thích về mi, về mỹ phẩm, mỗi người một. Nhưng mà vợ chồng đừng có làm chung mệt lắm. Nói chung là hồi trước khác nhau mệt lắm đúng không? Đúng rồi. Trước khi mình làm việc gì đó thì mình có suy nghĩ rất là lớn, nhưng mà mình làm qua nhiều việc, trải qua nhiều cái va chạm quá, mình cảm thấy là nó không như mình nghĩ, cho nên là mình cứ đúng sức mình, sức mình. Rồi mình sau này thì khi mình làm việc mình có những đam mê và có những cái phát triển hơn mối quan hệ của mình khác, thì mình sẽ làm ra những cái suy nghĩ lớn hơn, làm lớn từ đúng không? Đúng cái level mình sẽ lên dần dần, mình sẽ đặt cái mục đích theo cái suy nghĩ giám mình. Giám đốc nói chuyện thấy khác liền ha. Đó đó, mình không có vô được luôn á. Không có vô được, mình không có làm giám đốc thôi. Bây giờ mình đổi đi, mình đổi đề tài qua tình yêu đồ. Em dạ, nói tình rồi thì đường trình duyên của em á, thì nếu nói cái đường sự nghiệp nó trầm trồ, nó trầm bằng, gì nó trầm trồ là gì, nó không, nó gọi là nó gập ghềnh á, gập rền quá, nó đèo dốc bao nhiêu thì cái đường tình duyên thì nó lại rộng rộng mở, thênh thang bấy nhiêu. Đôi lúc là nó thênh thang như đường băng Tăng Sinh Nhất ấy. Rồi cứ thênh thang một mình đi trên đó thôi. Rồi cho đến một ngày đó là năm đó mình 24 tuổi. Thì thường ta nói 5 tuổi thường năm may mắn. Thì cũng tình cờ mình gặp một người bạn đồng hành với mình. Thì qua quá trình tìm hiểu, quen biết thì mình quen nhau, đồng hành với nhau được khoảng 2 năm. Thì gặp một ngã rẽ thì người ta rẽ đó, mình đi đó khác. Người ta quẹo.
Dạ, mình vẫn đi thênh thang ở đường Tân Sơn Nhất luôn. Vẫn đi thênh thang đến bây giờ luôn. Là mấy năm rồi? 5 năm. 5 năm một mình anh thênh thang một con đường. Dạ. À, và điểm cuối cùng sẽ dừng lại ở tại bạn muốn hẹn hò. Nhà cũng gái tôi hơi bị ghê đó nha. Nhà gái tôi hơi bị được đó nghe, tôi nói thiệt luôn á. Wow. Có người phụ nữ mà tài sắc vẹn toàn á, khó tìm lắm. Mà tự nhiên bên đây nhà gái tôi có mới ghê chứ. Dạ. Ngán không? Không, nói chung là cái khả năng của mình, nếu mà mình tự tin mình có thể chinh phục được thì mình thấy nó chuyện mọi chuyện nó đúng rồi, mình phải tự tin chứ, đàn ông là mình phải tự tin. Đúng rồi. Đó, đặt kế hoạch, đặt quyết tâm là phải được. Nó nghe vậy là em chỉ có một mối tình thôi đúng không? Đúng. 2 năm rồi, bây giờ độc thân 5 năm rồi đúng không? Đúng rồi. Còn em thì sao? Nói cho anh Linh nghe đi. Dạ. Nghe nói tài sắc diện toàn trong phóng qua liền á, ghê thiệt. Dạ, gái. Dạ con chào con chú. 98 con hả? Dạ. Trời ơi trẻ trung nó giỏi. Nó thua phiền tuổi luôn á. À. Con giám đốc luôn hả? Dạ. Trời ước gì chú làm giám đốc. Giám đốc. Nè. Dạ. Trẻ quá, giỏi quá. Rồi lấy chồng chi sớm con? À, tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định, với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con, nên là con muốn kiếm một người để phụ tiếp á, với lại là kiếm một người để quan tâm chia sẻ mỗi khi mà con gặp khó khăn, hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó chia sẻ với người đó ha. Dạ. Trời, được á. Vậy quan điểm gì rất là được á con ha. Dạ. Con muốn một người như thế nào? Dạ là con muốn một người á, là về ngoại hình là phải cao từ 1m7 trở lên. Với lại hỏi là luôn đi, con hỏi luôn đi. Con được rồi, để quyết định chốt 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 đơn luôn. 1m67 thôi, thiếu 3 gì em? Thiếu 3 phân được không? 1m67. Nè 1m67 là đây nè, 1m67 đó. Đây nè mang thêm thêm dày lên. Rồi sao nữa con? À, với lại là con thích mập mập một chút xíu, có bụng bự á, nhưng mà đừng to quá là được. Con thích gu 6 muối. Con thích bụng bự hả? Dạ. Wow. Thì ăn nhiều thở ra. Ăn nhiều vô theo anh nha. Theo anh sẽ nó tròn tròn, nó có bụng bự xíu. Chết rồi, tả đó, một hồi giống chú Quyền Linh y chang à. Tả hồi giống chú á con. Chú khoái ý tưởng của con á. Với lại là con thích một cái nụ cười là tỏa sáng, có duyên chút, với lại là sống mũi cao á. Nụ cười tỏa sáng là sao, cười có sáng không? Đó. Cái này phải lấy đèn, cười, lấy đèn chiếu thêm nữa là tỏa sáng. Sáng rồi, đèn đánh vô thôi. Ừ. Có nhiều đèn trong đánh nhà đánh vô cái nụ cười hết. Nói chung nói chung cái mẫu hình lý tưởng của anh con là như thế nào? Dạ là về cái tính cách của anh ấy á, là anh ấy phải là đam mê kinh doanh. Với lại là anh ấy phải có kiến thức một chút xíu, để sau này có thể là hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải là con không muốn một mình con hỗ trợ cho anh đâu. Với lại là con muốn có một người là biết quan tâm, biết yêu thương, với lại là có một ý chí cầu tiến một chút xíu. Ý chí cầu tiến ở đây ví dụ như sau này có thể là anh ấy tệ hơn con một chút xíu, nhưng mà anh ấy phải cố gắng hơn con, hoặc là bằng con, hoặc có thể là làm hậu phương để hỗ trợ con cũng được. Chứ mà đừng có cái kiểu là tự ti, thiếu tự tin, rồi anh không thể mà lo lắng cho em được, anh không thể là lo nhiều cho em được. Thay vì câu nói đó, em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả. Trời ơi. Rồi bây giờ nói nghe coi, 98 mà nãy giờ mình tưởng nó 68 đó chứ. Nhưng mà như vậy có nghĩa là có mấy mối tình rồi. Những mối tình kia chắc nếu có thì chắc có lẽ là đã có những trường hợp như vậy. Thành ra là bé này là bé không muốn. Dạ, đâu con nói về mối tình của con coi. Dạ là con có 3 mối tình. Trời, cũng dữ ta. Thì mối tình đầu tiên là con quen cũng gần 2 năm. Rồi, mối tình thứ 2 là mấy năm? Dạ, mối tình thứ 2 là gần 1 năm. Mối tình thứ 3? 1 năm. Là tổng cộng 4 năm yêu rồi. Dạ. Vậy cũng có kinh nghiệm rồi ha. Rồi bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lâu rồi? Dạ bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lâu đã cái mối tình cuối cùng chia tay? Tới bây giờ 4 tháng. Mới có 4 tháng thôi. Mới chia tay 4 tháng. Dạ. Rồi lý do chia tay? À, lý do chia tay là mối tình đầu tiên là do quan niệm tôn giáo, em là con đạo Thiên Chúa. Rồi, thành ra là gia đình bỏ anh qua ấy. Nhắc rồi bỏ qua luôn. Đó. Cái thứ hai. Cái thứ hai là do anh ấy có người thứ ba. Rồi, cái thứ ba. Cái thứ ba là do quan điểm công việc không có cùng chung với nhau. Nói chung là cô này cũng khó lắm á, không có đơn giản đâu nha. 98 chứ thật sự suy nghĩ là sinh năm 68 không đó. Thôi được rồi, nói vậy để cho biết hai bên cảm nhận về nhau để có thể nói chuyện với nhau ha. Dạ. Bây giờ thì mình hỏi người thân coi sao. Con đi với ai? Dạ hôm nay là con đi với mẹ con. À. Với lại là các chị đồng nghiệp của con. À rồi mẹ con đâu? À bây giờ để gặp mẹ trước đi ha. Để cho mẹ ý kiến mẹ sao, nói vài câu trước đi. Rồi mẹ thấy con về tương lai này sao, có hợp với con mình hay không, cảm nhận thôi. Mình lớn mình kinh nghiệm á, coi thấy có hợp với con mình không, con mình khó không. Con thì nó nói như vậy thôi,
Dạ. Như cô thấy là cái tướng con rể tương lai này được không? Hợp có gì hợp? Đô đô mà cô, cậu này hơi gầy cho nên không sao. Thích đô à, nó thích đô con lắm. À, đô cỡ nào cô? Đô vợ như chú Quyền Linh. Nãy nãy cháu nó đã nói rồi mà cứ hỏi hoài à. À, thích đô ha. Thì từ từ nuôi mập lên đô, đi theo Quyền Linh 3 tháng bảo đảm đô liền. Rồi. Rồi hỏi bạn đồng nghiệp đi. À, chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả các anh chị. À, thực ra thì Trinh, cái tính của Trinh là mạnh mẽ từ nhỏ giờ, cho nên khi mà nói chuyện với mọi người thì mọi người nghĩ rằng là Trinh hay bị cứng nhắc, nhưng mà thực sự con rất là thương Trinh, bởi vì Trinh nó rất là cố gắng trong mọi công việc. À, và bây giờ con cũng hy vọng là Trinh sẽ tìm được một người mà có thể đồng hành cùng với Trinh. Và ngày hôm nay thì nói chung là con nghĩ là bạn trai bên này phù hợp với Trinh. À, và con cũng hy vọng là cả hai em sẽ cho nhau một cái cơ hội nào đó. À, có thể là sau này chúng ta sẽ trở thành bạn bè tri kỷ hoặc là người yêu hoặc là vợ chồng của nhau thì sau này mới biết được. À, tuy nhiên thì bước đầu vẫn nên cho nhau một cái cơ hội. À, bởi vì là thực ra là để có được một cái ngày hôm nay cũng là một cái duyên rồi. Trời ơi. Yeah. Ừ. Cũng xin lỗi con, là con đồng nghiệp với Trinh, là đồng nghiệp trong cái ngành mỹ phẩm luôn hả hay sao? Dạ, con là cổ đông một công ty cùng với Trinh. Cổ đông đẹp không ha? Chắc ngồi kế cổ đông luôn hả? Mình xin vô cổ đông được không dạ? Cô vô cổ đông được không? Chứ cô thấy cô đi mai mối hoài, cô không có khấm khá được con ơi. Sản phẩm đó là phù hợp làm cổ đông luôn đó cô. Rồi, còn nữa hả? Đây là gì? Ủa, không phải đây hả? Bên đây chắc là của bên... Rồi, bây giờ em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân và anh họ. Đó, anh họ ơi. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chị Vân. Chào cưng. Chị em trong trường quay. Chào anh gái. Em gái. Nói chung là Diệu thì hồi xưa gia đình cũng khó khăn. Sống thì tự lập. Lớn lên đi học cũng lên Sài Gòn để sống được tốt. Rất tự. Công việc thì nói chung là chị cố gắng làm theo sức mình. Buôn bán thì tự lập hết. Qua chương trình hẹn hò đến đây thì em nghĩ hai em cũng có cái duyên, thì theo nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu bây giờ là phần của Diệu đó. Diệu với Trinh nha. Hai cái tên này ghép vô cũng đẹp lắm á, Diệu Trinh. Ôi. Dạ, em chào anh. Dạ, em có món quà tặng anh là một cuốn sách. Nói chung là về kinh doanh thôi. Thành ra là em cũng nói chung là chưa có kịp đọc nữa, nên là em tặng cho anh luôn. Nếu sau này mà có duyên nữa thì anh sẽ đọc cho em nghe. Anh thì cảm ơn em món quà này. Dạ. Anh thì cũng thích đọc Napoleon Hill, vì ông này là ông chuyên nghiên cứu về những người thành công trên thế giới, và ông viết những câu chuyện về họ. Dạ. Họ kể cho những quá trình trải qua của họ như thế nào. Anh rất thích sách này. Dạ. Thì anh cũng có món quà anh tặng em. Thứ nhất đó là đặc sản quê anh là kẹo dừa. Dạ. Ở thứ hai đó là cái đèn ngủ cửa hàng anh bán. Dạ. Thì cái đèn này thì nó cảm biến ánh sáng, là ban đêm tự động nó sáng, ban ngày nó tự tắt. Thì anh muốn là mỗi tối trước khi em đi ngủ em nhìn thấy nó, và khi em thức dậy em sẽ nhìn thấy nó đầu tiên. Dạ. Em cảm ơn anh ạ. Đây này kìa. Rồi, bắt đầu mình ngồi mình trò chuyện đi em. Cảm nhận về nhau đó thế nào? Anh nghĩ em như thế nào? Em xinh. Dạ. Nhìn em trưởng thành hơn tuổi nhiều. Thì anh thì cũng sở thích, anh cũng là kinh doanh, anh rất thích kinh doanh, nhưng mà cái nói chung anh cũng trải qua nhiều cái, anh thử nhiều việc rồi. Anh lúc đầu anh cũng đặt mục tiêu rất là lớn, nhưng mà khi đặt rồi, khi mình làm hay gia chạm mình sẽ thấy nó không như mình tưởng, cho nên anh cứ nghĩ làm. Còn khi mình gặp gỡ trên cái con đường mình đi, nó sẽ có những cái người này người nọ mình gặp, rồi nó sẽ hòa vào cái tư tưởng của mình, là nó sẽ thay đổi theo cái đó. Rồi anh nói chung là anh trân trọng từng lúc mình đi, từng cái người mình gặp, là mình cảm nhận nó sống kiểu sống chậm, hưởng thụ. Là anh là vậy, cái tư tưởng anh là như vậy. Anh có hút thuốc không anh? Không. Nhậu nhẹt. Nhậu thì lâu gặp khách hàng hay đối tác thì anh uống vài lon thì được. Dạ. Với lại là em không có thích con người gia trưởng, nhưng mà với lại là không có thích cái tánh đàn bà nữa. Thì có thể là khó một chút xíu, em cũng đồng ý nữa. Tại vì sau này em cũng cần một người kỹ tính với lại cẩn thận trong công việc của em. Ví dụ sau này mà em với anh có một cái vấn đề gì đó, thì anh không thích, anh không muốn cho em làm, thì anh phải giải thích, phân tích
cho em hiểu, nói chuyện nhẹ nhàng chứ đừng có chửi em nha. Tại vì cái tính em rất là bướng, càng chửi là em càng làm. Anh cũng như thế, ai nói mà anh việc anh đã làm rồi mà họ càng nói là anh cố anh làm cho họ càng ghét anh vậy đó. Dạ. Anh là vậy. Chửi là thì anh nó thì theo cái tư duy đó là bình đẳng, luôn tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Công việc của ai người nào đó thì anh nói chung là có sự rõ ràng đó, anh ít can thiệp, và khi can thiệp thì anh chỉ đứng ngoài lề góp ý thôi, anh không bao giờ trực tiếp vào công việc của người bạn của mình hay là người bạn đời hoặc là ấy của mình vậy. Anh nói vậy cũng không được nữa, tại vì á em cần một người hỗ trợ cho em, tại vì á sau này anh là người yêu em hay là chồng em gì đó, cái vấn đề nào em cũng sẽ hỏi qua. Đúng, anh sẽ góp ý, anh đứng phương diện anh góp ý, anh không thay đổi cái hướng của em, anh chỉ góp ý và anh đưa cho em hai cái hợp lý và cái không hợp lý, và em sẽ chọn, em sẽ là người quyết chọn quyết định. Dạ. Anh không can thiệp vấn đề đó, em chọn thế nào anh vẫn ủng hộ em. Anh có muốn hỏi em gì không? Em ngoài thích kinh doanh ra thế thì em có thích cái thời gian rảnh đó. Dạ. Thời gian rảnh của em á là lúc đó là em có tiền, em có thời gian, em sẽ làm gì? À, sau này á em muốn một cái vấn đề nữa á, là hai vợ chồng cùng cày, xong rồi cùng đi du lịch. Tại vì em vừa thích làm vừa thích chơi, chứ không phải là cắm đầu vào công việc hoài. Tại vì sau này mà gia đình mà mâu thuẫn với nhau á là cũng do vì tiền bạc. Tại vì khi mà mình kiếm tiền thì mình phải xả stress mới được, chứ nếu mà mình cứ cắm đầu vô làm việc hoài là mình stress dữ lắm. Chung là mình phải biết hưởng thụ đồng tiền mình kiếm ra. Dạ đúng rồi. Nghe chưa Hồng Vân? Anh cũng như thế. Nói nghe nè. Mình phải học tụi nó đó Vân. Gì? Cái đó là Linh á, Vân vừa mới định nói là chị rất là thích cái quan điểm của bạn này. Mặc dạ. Dù bạn cũng còn rất là trẻ. Bạn nói bạn thích sống chậm. Bây giờ con người ta cái chuyện sống chậm á gần như là quên rồi. Cái mùa dịch vừa rồi á, rất nhiều người ngộ ra rằng là mình nên sống chậm lại một chút xíu. Đó, thì Vân rất là thích. Còn bởi vậy cho nên muốn tâm sự chia sẻ với con á. Dạ. Là cái quan điểm đó là hoàn toàn chính xác. Có nghĩa là mình làm được tiền thì mình phải hưởng cái đồng tiền đó. Dạ đúng rồi. Mình đừng có cắm đầu vô mình làm, xong để rồi như anh Quyền Linh, ủa như chú Quyền Linh hay là cô Hồng Vân bây giờ á. Nói chung bây giờ hưởng thì cũng không biết hưởng ở đâu nữa. Thực sự nhìn cái gì cũng chán rồi. Tại vì mình mệt, mình lớn tuổi đó, không còn thiết cái gì trên đời nữa. Vấn đề là như vậy nhé cô gái. Chứ dạ. Còn á, cô biết cái máu của con là cái máu làm. Con làm cho bằng được. Và con sẽ làm bằng mọi cách để mà xong cái lần đó, tức là xong cái việc đó thì con mới chịu buông. Con gái á. Nhưng mà cái việc đó là nó còn lâu đâu. Ừ. Quan điểm hồi nãy là của con á. Của con. Quan điểm đó là của con. Là con đi, đúng không? Dạ. Quan điểm của con là con vừa làm mà vừa hưởng. Dạ, nhưng mà ý rồi. Cô nói là trong cái dịp mà con làm đó là con sẽ làm hết sức của con để con xong cái giai đoạn đó. Con hiểu ý cô không? Rồi dạ, xong con mới hiểu. Nghỉ. Nhưng mà cái giai đoạn đó thì không biết bao giờ mới hết. Hiểu không? Tại vì cô cũng giống y như con, tức là con giống cô hồi trẻ. Con lại thích một định kỳ đi chơi một lần chứ không phải làm xong công việc rồi mới đi. Vậy là con phải nói bao nhiêu nè, bao nhiêu đi chơi một lần? Cứ một quý đi chơi một lần. Quý là mấy tháng nè? Dạ 3 tháng. 3 tháng đi chơi một lần hết chưa? Hai đứa đi du lịch đúng rồi đó, vậy đi. Cô Dân cô làm 3 năm cô chưa đi chơi lần nào. Không, 30 năm vẫn chưa đi chơi. Cái đó là cái dở của cô mà tới bây giờ cô... Con người chỉ biết làm thôi. Cô hối tiếc mà nó không có kịp nữa. Giờ nhìn không biết chơi gì. Không có thích nữa, nhìn cái gì cũng không thích luôn á. Ừ. Rồi bây giờ hai đứa phải nói đây á, con rất là bản lĩnh, ra đời sớm, kiếm tiền sớm, trải nghiệm sớm, kinh nghiệm vốn sống sớm. Bạn trai này cũng như thế, hai đứa có thể hợp nhau về cái công chuyện làm ăn. Nhưng quan trọng chuyện tình cảm á, là nói gì nói phải có một chút gì đó lãng mạn ha? Dạ. Cảm xúc chứ không phải mình lo kiếm tiền hoài. Đúng tuổi rồi. Trẻ mà tụi con kiếm tiền hoài tụi con không trải nghiệm tình yêu á, nó cũng mất đi cái tuổi thanh xuân. Mà thanh xuân nó qua rất là nhanh nha con. Ví dụ ở đây 98 nha, dòng qua dòng lại, mất đúng thanh rồi. Xuân hết thanh xuân giờ đó. Thành ra cũng đừng có mà nói gì nói mình vậy là cũng giỏi thanh lắm rồi. Thanh xuân là như một chén trà, hút một cái rột là hết bà nó thanh xuân. Uống hết ly trà là hết thanh xuân. Em trai cũng vậy, làm thì làm cũng cho nhau cơ hội để chúng ta có thể đi du lịch, đi trải nghiệm, rồi chúng ta có thể hưởng thụ cái thanh xuân của mình nha. Dạ. Chứ không phải là trẻ cứ lao đi kiếm tiền, lúc cuối cùng giống như chị Hồng Vân đó, kiếm tiền có tiền rất nhiều tiền nhưng không biết chơi cái gì, không biết hưởng thụ gì luôn. Chứ Linh biết chơi ạ. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bên tay bên trái kìa. Đúng rồi. Rồi cả hai nhìn về phía trước. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình xem. Bây giờ mình có thể nói chuyện vui, nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, xem trái tim mình có thật sự rung động chưa. Nếu rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Nếu không rung động, không bấm. Dành cái nút đó cho nhiều người nữa. Đừng cướp đi cơ hội của một người nào đó. Kiểm tra lại, nhắm mắt lại các bạn. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1, 2 và 3. Hết thời gian.
Nút đá bóng. Nào. Nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau ha. À, có thể chúng ta còn nhiều cuộc trao đổi, còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nữa, nhưng bây giờ chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Bạn trai à, bây giờ thì à, nói gì với gia đình bên đàn gái đi, hứa gì đi. À, con chào cô ạ. Thì đầu tiên cảm ơn cô là cũng sinh ra một người con rất là xinh như thế này và chịu khó. Thì con xin hứa nếu mà sau này có cơ hội tìm hiểu và quen với nhau thì con sẽ cố gắng là chăm sóc và quan tâm với nữ nhiều hơn. Dạ, chỉ cần có động lực là đi được hết cô ạ. À, rồi. Dạ, hết. Xin phép mẹ, xin phép mẹ cho hôn, hôn nụ hôn đầu tiên. Con xin phép cô cho con hôn bạn nữ cái. Nói gì với bên anh đi, nói với anh đi. À, hôm anh nay cha dạ, mẹ dạ gia đình là... của bạn trai đang xem truyền hình đó, mà cứ nhìn vào ống kính đó. Dạ là con chào cô chú. Thì hôm nay là có cái duyên là để gặp anh Diệu ở đây. Thì nếu mà sau này mà có duyên nợ á thì về phía bên gia đình con á thì con mong cô chú á, ví dụ như có thể là sau này hai đứa con có duyên á thì sau này cô chú có thể là cho mẹ con ở cùng được không? Tại vì con chỉ có một mẹ một con thôi. Con nghĩ là được. Thôi không được đâu. Xin ở chung cùng luôn, xu gia ở chung luôn á. Ở gần thôi được rồi. Không, ý là bạn nói xa nói gần á, là ý là ở Bắc Rễ đó. À, ý là Bắc Rễ đó. Thôi được rồi, như thế thì cũng cái ngày đây là ngày rất có duyên và nhớ những ngày này nha. Những gì mình nói từ nãy giờ nó sẽ là một cái lịch sử của tình yêu đó. Nắm tay nhau thật chặt, không có buông ra nữa.